Tại cái đó bị bẩm sinh từ nhỏ tới lớn anh, như là ăn vô lỗi, ăn vô lỗi ra, bởi vì ăn không có được tới giờ luôn. Nếp đồ cũng vậy, hủ tiếu bánh canh đồ ăn cũng không có được luôn, chỉ ăn được mì tôm với lại bánh mì thôi. Mì tôm bánh mì thôi. Dạ Bột mì dạ nói chung là một mì thôi. à, thì em này thì có bà đó không ăn được cơm ông ăn cơm mà mà uống chanh thôi, không ăn hủ tiếu, ăn ăn mì, không ăn hủ tiếu, không ăn phở, không ăn phở, không ăn bất cứ cái gì ngoài cái gì làm bằng bột. gạo. Dạ gạo nếp, nếp em ăn không? Không luôn. Nếp em không ăn luôn. Dạ Em không thì thánh thánh mì tôm rồi. Chào Phú, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Phú đang ở Bến Lức, tỉnh Long An, cũng được sự giới thiệu của chị Mỹ Chi với chị Mỹ Kim. Thì hôm nay mình quay một cái người em này rất là đặc biệt. Hồi nay là 27 tuổi rồi, nhưng mà hồi xưa giờ là không ăn được cơm, không ăn được tinh bột, với cô chú anh chị chỉ ăn được mì thôi, hủ tiếu như hủ tiếu rồi này kia là không ăn luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong trò chuyện với. Thì ở đây là nhà của bà ngoại em, đi với mình là có em Nhân. Chào chị Mỹ Chi, chào chị Mỹ Kim, chào em cho anh hỏi em tên gì? Em tên Lê Ali, Tên gì vậy? Lê Ali, Lê Ali. sinh năm 1996. Ở tên của em không phải tiếng tiếng không không phải tiếng Việt hết ta? Em là bên đạo người người Chăm á, bên đạo Hồi á. Thì anh cũng có được chị Mỹ Chi á giới thiệu, nói em hồi đó giờ em không ăn được cơm, em Đúng chỉ rồi, ăn mì. đúng rồi anh. Em có thể chia sẻ mạnh xíu được không? Tại cái đó bị bẩm sinh từ nhỏ tới lớn anh, như là ăn vô lỗi ra, bởi vì ăn không có được tới giờ luôn. Nếp đồ cũng vậy, hủ tiếu bánh canh đồ ăn cũng không có được luôn, chỉ ăn được mì tôm với lại bánh mì thôi. Mì tôm bánh mì thôi. Dạ Bột mì. dạ nói chung là một mì thôi. Là từ em không ăn từ hồi nhỏ luôn. Dạ Và hiện tại là giờ em ở với ông bà ngoại hả? em ở nhà ở ngoài đây thôi, Nhà em ở đâu? em không có nhà. Em không có nhà. Nhưng mà giờ cha mẹ em ở đâu? Đi làm xa rồi, đi làm thuê làm mướn cho người ta. Thì hiện tại giờ em làm gì? Giờ em làm lặt vặt rồi, ai kêu em làm gì em làm đó, ngày kiếm mấy chục ngàn sống qua ngày. Lại hàng xóm tôi cũng thương đó, người ta cho mì tôm đồ này kia. Là em chuyên môn ăn mì tôm không? Dạ Rồi ở đây là chồng sớm có biết là em không ăn cơm được không? dạ biết. À, em ăn vô em bị ói. Dạ Em có gia đình chưa? dạ Gia đình. chưa. Nay em 7 tuổi rồi. Dạ Là từ hồi hồi nhỏ. dạ Là cái lúc mà ăn được là em không ăn cơm được. Cái lúc mà hồi nhỏ là em ăn biết ăn rồi đó, là em ăn cơm không được, ăn vô lỗi. dạ Vậy ra ở đây chị Mỹ Chi, chị biết em này nay bao lâu rồi? chị biết qua cái chị bạn chơi mười mấy năm kế đây nè, sát nhà này luôn Dạ nè. À, chị nói em mày cái thằng này đó giờ đi ngang gặp thôi, đó giờ nó ăn cơm mày, cái nó ủa sao kỳ á, cái chị mới tìm hiểu cho nên mới hỏi nó ủa sao em ăn cơm thiệt hả, nó nói không con ăn cơm đó giờ con chỉ ăn mì gói mà hủ tiếu không ăn được, bánh canh không ăn được, cái gì bất cứ làm bằng gạo không ăn được ói. Dạ Cái chị mới nói hồi để nói thì phim cây quay nó được không, để nhà em quay ăn cho nó có gì lạ lạ để cho nó giả người ta tìm hiểu vậy dạ đó. Thấy nó cũng hoàn cảnh cũng khổ cũng tội nghiệp, dạ giống như là cha mẹ thì để đi ở với bà ngoại mà ở nhờ tạm thôi, không có tương lai gì hết, vì đời sống cũng khó khăn và té gãy xương lùm lá chứ, người giống như làm nặng không có nổi, nó chỉ dạ làm nhẹ 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 để mà kiếm sống qua ngày thôi. Thì thấy con tội nghiệp cho nó, hồi để nói chị Kim nó coi có quay lên để mà nó có cái hướng gì để mà
cho nó làm được tốt hơn không? Thôi chứ chị cũng có ý gì. Hiện tại thì giờ em đang đi chở rau củ quả ở trên chợ đầu mối Bình Điền. Dạ, với lại bịch dây lông rồi cho người chú thứ bảy. À. Chú em ở đây luôn hả? Không, ở dưới thành phố á. Như dễ nhờ dễ thuê, như giao gần thì tiền ít, như giao chỗ mấy chỗ xa xa thì tiền nhiều chút nó, mà sống bấp bênh lắm. Là thường ngày là em ăn cái gì? Em ăn mì gói không? Mì không à? Dạ. Là đặc biệt là em ăn mì không, không ăn được thứ khác luôn hay sao, hay là không ăn? Ăn không được. Như là bột mì là em ăn á, còn nếu như gạo nếp là em không ăn được. Là tinh bột em ăn không được. Dạ. Vậy em ăn vậy là nó có, con người mình nó có bị sao không? Ăn sao? Ý nói là con người mình nó có sao không á? Khỏe mạnh. À bình thường anh. Bình thường, không có bệnh hoạn gì đó. Vậy là em thuộc về đạo mì rồi. Chứ này cậu Hai Khánh ở kia cũng kêu bằng mì tôm không à. Chết tên luôn. Là Khánh mì tôm kêu em. Hồi nãy em nói tên của em tên gì anh không nhớ nói ta. Lê Ali. Lê Ali. Dạ. Rồi có nhiều khi đi làm về tối thấy vẫn vậy cũng ớn ớn sợ lắm. Mà cũng địa phương này với lại mấy chú quan xã gì đi trượt gì đó đưa về tới đây luôn, mấy ông cũng thương dữ lắm. À là em đi lên em chở đồ rồi về phía đó hả? Dạ. Rồi về đây nè, cái dạng như là cái lúc đó trời đêm mà nó vắng không? Dạ. Vậy em đi bất cứ chỗ nào em cũng ăn mì hết. Dạ. Nếu vậy là ngày em đem ăn, em ăn đâu nhiêu tiền không? Dạ. Một ngày em ăn đâu nhiêu tiền không? Gói mì mấy ngàn. Chứ em đâu có tiền nhiều đâu mà ăn nhiều. À, cũng dễ sống ha, giờ mua gói mì nấu rồi ăn cái giờ xong không. Nhưng mà cái sức em vậy ăn gói mì sao đâu có no đâu. Em ăn hai ba gói không gói luôn. À. Thì, cái này cũng độc lạ luôn rồi chứ gì. Thì cũng có nhiều cái trường hợp không ăn cơm, ăn được cơm như uống nước rồi tụm lum hết á. Chanh luôn. Dạ, thì em này thì không ăn được cơm mà ăn mì, không ăn hủ tiếu, không ăn phở. Không ăn phở, không ăn bất cứ gì ngoài làm bằng gạo. Dạ, gạo nếp em ăn không? Không luôn. Nếp em không ăn luôn? Dạ. Em không gì là thánh mì tôm rồi. Thường thường là em ăn mì tôm là em ăn mì gì? Mì nào cũng ăn được hết, nói chung mì, mà mì nào ăn được hết à? Dạ, không có kén. Rồi bằng ngày thì em ở nhà, tối thì em mới đi làm. Dạ. Bình Điền đâu có làm bằng ngày đâu. Bình Điền làm bằng đêm. Dạ. Ngày nào cũng đi hay sao? Dạ. Vậy em đi lên chảnh á, vậy em cũng kêu mì tôm chảnh ăn luôn hay là mình ăn sao? Kêu chảnh chứ đem theo nó nở hết à. Như quán thì chỉ cần kêu gói mì tôm, như là mình không ăn được tinh bột thôi, còn như là thịt cá đồ này kia là em ăn được không? Cũng được. Ăn được nhưng mà em không ăn hả? Ít ăn à, bị gì ăn mì rồi đâu có ăn thịt cá gì nữa đâu. Như đi ăn lẩu đâu được không? Được. Ăn được không? Nhưng mà cái món sở thích của em là em chỉ thích mì thôi. Còn ăn những cái món kia là em cảm thấy nó có ngon như ăn mì không? Cũng bình thường, còn như là trừ mấy cái thành phần là gạo, nếp, bún, hủ tiếu, bánh canh rồi đó kia, nói chung cái đó là không có dớ luôn á. Là có tinh bột là em không ăn. Giờ người ta đang ăn leo đũa gấp cái chén em thôi là em cũng không có dớ luôn cái chén luôn. Có sự là... kỳ vậy em? Đó. Gì nghe cái mùi hay sao? Dạ. Thấy như vô nó dần dần nhất cái con hồng sau là chút ói à. À là cái của người ta gấp để qua cái chén em cũng ăn không được luôn. Không luôn. Mà sao mà nó nếu mà giống như gia đình em đang ăn cơm, bà ngoại muốn gấp cho em mà bà quên, bà lấy đồ đũa vô bà gấp miếng thịt qua cho em mà coi như là em hết ăn luôn rồi đó. Là phải chở đồ đũa em mới ăn được. Không có chở luôn nữa, coi như là không ăn luôn cái chén đó luôn rồi. Không có ý anh nói là muốn gấp cho em là phải chở cái đồ đũa rồi em mới ăn được. Không ăn luôn. Không ăn luôn đó hả? Không có ngồi chỗ, ít khi nào ngồi chung ăn với gia đình lắm. Là nấu em tự em làm, nó ăn riêng không à. Là em ăn riêng mình em. Dạ. Là em sợ đụng chạm vô cái đó, nhiều khi em ăn cái em biết liền.
nhận nhận nhất 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 sao ngộ người ta vậy mới mới đọc lạ chứ. Rồi em hửi những cái mùi đó đó là được không? Không được luôn. Hửi cơm không được luôn hả? Không luôn. Chỉ mở nắp ra hồi là đi chỗ khác rồi. Là cái nấu cái nồi cơm nấu là mở cái nồi nắp nồi cơm ra là em không là, chịu luôn. Không luôn. Rồi mốt cứ vợ vậy, vợ ăn cơm vậy là em làm sao? Đâu chưa biết. Chưa biết nữa hả? Chắc đâu suy nghĩ thì nó kiếm kiếm người ăn mì coi được có. Thì trước sau gì em cũng có gia đình rồi chứ không lẽ giờ em mới có hăm mấy tuổi hả? Em chưa suy nghĩ tới vấn đề đó. Chưa suy nghĩ tới hả? Dạ. Thì biết đâu anh đăng cái clip này lên là tao thấy là thương sao? Người ăn mì á. Chồng ăn mì, vợ ăn cơm, cái em đi chỗ khác làm sao ăn? Người ngồi góc giờ đó cưới vợ về đâu phải là cái gia đình nữa đâu. Vợ chồng phải có một cái bếp ấm ấm cúng mà. Hồi nãy anh thấy em làm cái lòng đó là em nuôi cái gì? Nuôi gà, nuôi mấy gà con đó, mấy gà đó đó đó. À, em ăn thịt gà được không mà em nuôi gà? Dạ được. Ăn thịt gà được hả? À, trừ những cái nào mà dính líu tới cái tình bột thôi. Cơm sôi gạo nếp là không ăn, nó trừ mấy thứ đó đó. Ví dụ hủ tiếu làm bằng bột gạo nè, bánh canh cũng làm bằng bột gạo nè, đó là không ăn. Là vòng 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 đây là ai cũng biết em là không ăn cơm luôn, dạ rồi. Hồi xưa giờ luôn. Dạ đúng. Dạ mì ở nhà còn như còn muốn sói. Dạ. Nhà còn mấy cái mì. Hết, đâu hết rồi. Nhà ăn đi mua vậy đó. Dạ. Em ăn nhiêu em mua nhiêu mà chứ không có mua để dành hả? Không. Mà một ngày em ăn bao nhiêu gói mì? Nhiều khi về ăn không nổi luôn, tối là mệt, à, là mệt về chỉ lo ngủ luôn. Ban ngày chỉ ngủ thôi, chỉ tối thì ăn ban tối. Chứ tướng em này ăn phải từ là hai gói trở lên mới có nuôi cơ thể em nổi. Dạ. Nếu có ăn là được, ăn để sống mà. Phải sống để ăn. Mình có ăn giặt đồ không thêm thêm không em? Không. Em chỉ ăn mì thôi, uống cà phê được không? Mì uống cà phê, nói chung. Mì uống cà phê. Nói chung uống nước nhiều. Là em uống nước thường hay là em uống nước ngọt hay là gì? Nước gì cũng uống. À, nước bình thường em không? Thấy không ăn cơm mà ăn mì không mà thấy em cũng là có da có thịt chứ đâu có ốm đâu. Đúng ra cái người bình thường á, cái người bình thường mình á thì ăn mì á nó đâu có chịu nổi đâu, nó thiếu cái cơm á ăn gì nổi. Ăn mì thì ăn nửa giấc, đầy cơ thể thích nghi gì nam mà nhiều bẩm sinh nữa đó, như vậy cái cằm ở đây bị gãy. Bên đây mai hâm mỹ trong. Dạ. Làm bị lâu chưa? Dạ cũng mấy năm rồi. Làm đi chở hàng tối hàng đó, tối gán 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 quá ngủ gục, đâm đầu gục đèn luôn, gãy không nữa. Gục đèn nó có giận em không? Em đuổi đó. Em về nhà bộ ngoại này em sống lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi, mấy năm. Như đi đi về về như khi ở tạm bợ, như chỗ nào có công việc cái mình đi ở chỗ đó, ở chỗ chút nhiều khi đi xuống quận 6, quận 8 rồi. Tại như giờ em đang ở đây, thí dụ dưới có công việc nhiều là em ở dưới luôn. Dạ, như ở nhờ nhà bà con rồi ở dưới à. Đó, ở tạm hoặc về bữa chứ đâu có chỗ nào ở cố định đâu. Rồi bà ngoại nấu cơm thì bà ngoại ăn, còn em nấu mì thì em kiếm chỗ khác em ăn. Dạ. À, có khi nào bà ngoại mà gấp đồ ăn cho cháu không? Nhiều khi quên cái nó không ăn. Không ăn á bà? Không, quên là nó không ăn à. Dạ. Còn hãy mà nấu đồ ăn cho nó mà gần cái nồi cơm nó không ăn nữa. Dạ.
Là em là về đây sống với cô này là bao lâu rồi? Cũng mấy năm rồi. Dạ. Má nó đi làm xa rồi, cái ở đây cũng như nó đi đi về về vậy đó. Dạ. Thì tôi nấu đồ ăn mà lỡ mà gấp vô cái tô mì để vô tô mì cũng không ăn luôn. Không ăn luôn. Rồi bỏ tô mì đó luôn. Bỏ luôn. Thì em nghe nói là em nghe cái mùi gạo đó đó. Thì em nó nhận nó ối gì đó tôi. À, nhiều khi ví dụ như mấy người hàng xóm á, ta nấu cà ri rồi có quyết quyết mà có bỏ nếp ra. Dạ. Dù có quên cái múc cái nó tô mà về mà lỡ vớt ra rồi mà còn có một hộp còn nó ăn được, nó cúng rồi là nó đổ hết luôn. Dạ, không ăn không được luôn. Không luôn. Chừng hộp nếp thôi chứ đừng nó nhiều. Dạ. Nhưng mà nếp mà nấu với quyết, nếp là trộn vô quyết để nấu rồi đi để trong đó là không có để quyết vô thì em ăn được. À. Mà để vô rồi là để vô rồi là không ăn. Dạ. Không lạ ha. Giờ mà ai mà dọn cơm mà để nó giờ lắc là nó đi không bao giờ đứng đó đâu, đi chỗ khác rồi á. Nó không có là gần. Tập dạ. Cơm được rồi. Nghe mùi cơm. Từ nhỏ lớn ăn ói bụng sinh tới giờ. Ta nói chán cơm thì mỡ này, chán cơm thằng mì tôm. Ở đây mà giờ hỏi thằng mì tôm là người ta biết là nó đó. Dạ. Vậy này cũng để tiêu đề là gì? Thánh mì tôm. Thánh mì tôm. Dạ thôi con cũng cảm ơn cơm ha. Trời ơi mưa là gì đó, tối nay bệnh nữa. Mình không có thử được luôn, là nghe cái mùi là mình chạy đi luôn ha. Dạ, dạ. Ali, Alibaba mì tôm. Anh cũng cảm ơn em ha. Dạ. Sẽ dùng cho anh cái clip này. Dạ. Chào gia đình.